Chào anh em, mình là Mai Thị Thấu đây. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một ngày làm việc đầu tiên khi con tàu của mình vừa mới rời cảng Lincoln thì phải làm gì ở bất kỳ con tàu hàng nào nha mọi người. Hiện tại con tàu của mình đi ra hành trình ở vùng biển của Úc, mình đang bắt đầu công việc vào buổi chiều. Ok, giờ mình bắt đầu vô video clip luôn. Và điều đầu tiên mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cái khớp nối. Cái khớp nối này thì được bố trí là rất là nhiều chỗ ở trên tàu. Đó, nó được gắn với cái khúc này. Cái này có thể di chuyển được rất là nhiều vị trí ở trên tàu. Mình muốn rửa chỗ nào thì mình gắn ở chỗ đó nha mọi người. Đây là cái ống vòi rồng cứu hỏa, dài khoảng trên 10 mét. Áp lực nước ở trong rất là mạnh. Đây, mình sẽ mở cho anh em coi. Áp lực nước ở bên trong rất là mạnh. Đó, đó là cái dụng cụ đầu tiên mình muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Đây là mình vừa mở cái vòi ra cho anh em coi nước ở trên bên trong là mạnh đến cỡ nào. Ở trên biển thì nước biển không thiếu nha mọi người. Đó, rất là mạnh luôn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của con tàu của mình hành trình từ Úc để sang Ả Rập chở hàng. Và đây là những khung cảnh đi làm của anh em ở trên mặt bon. Đầu tiên thì phải dọn sạch cái mặt bon đó đã, tại vì trong quá trình làm hàng á thì có rất là nhiều cái hàng thừa nó bị rơi ra, mọi người thấy không? Đó, anh em phải đi dọn bằng các vòi rồng cứu hỏa. Đó. Hôm nay thời tiết thì rất là đẹp. Không khí ở đây thì nó hơi lạnh một xíu. Biển hôm nay khá là đẹp nha mọi người. Công việc của anh em thì vẫn đang tiếp diễn ở trên mặt bon. Đây, khung cảnh trên mũi tàu. Đây. Sóng đánh tạo là một cái vệt trắng ở xung quanh tàu như thế này đây. Anh em chuẩn bị làm. Đây. Quá trình rửa mặt bon thì như thế này, dọn vệ sinh. Lúc nào cái ngày đầu tiên thì cũng phải dọn vệ sinh sạch sẽ của con tàu. Rất là nhiều hàng thừa ở trên mặt bon. Hiện tại là khá là lạnh cho nên là một số anh em mặc áo khoác, áo mưa để chống nước biển ngấm vô người, khá là lạnh. Gió nữa, ở đây gió cũng mạnh nha mọi người. À, xung quanh rất là trống trải luôn. Đây. Mọi người có thấy con tàu của mình lắc không? Sóng ngầm nó hơi bị mạnh ở đây. Khá là dữ á. Chắc trong đây thì mọi người không cảm nhận rõ, ở ngoài. Ở ngoài thì nó lắc hơn, cảm thấy. Góc này. Góc này mọi người có thể thấy được con tàu của mình nó lắc đến cỡ nào. À, cuộc sống làm trên biển thì rất là lênh đênh. Sóng gió. Cuộc sống ở trên biển nó ra sao? Công việc ở trên đây thì cũng khá là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Khúc này là nhiều hàng thừa nhất, tại vì nó dồn từ trên mũi xuống về lái. Con tàu thì luôn luôn dốc từ phía mũi về lái nha mọi người. Mũi thì sẽ cao hơn lái. Đây là hàng thừa lúa mạch.
Mình đang đứng ở vị trí cánh gà của buồng lái. Đây chính là vị trí cao nhất của con tàu. Có thể quay được cho anh em coi tổng quan con tàu nó như thế nào và anh em làm ở dưới. Và hiện tại cũng có một thủy thủ đang xịt nước ở bên trên cánh gà, đang dọn vệ sinh ở trên đây. Mỗi người làm một vị trí đã phân công rất là rõ ràng cho từng người rồi. Ở phía dưới mặt bon, ở xung quanh các hầm hàng thì đã tương đối là sạch rồi. Thời gian mà để rửa sạch một con tàu thì trong vòng khoảng một ngày là có thể rửa được sạch cái mặt bon ở xung quanh hầm hàng và phía sau lái và xung quanh khu vực ở. Từ nãy đến giờ thì mọi người có thể thấy được con tàu của mình, cái mũi tàu nó đưa lên, đưa xuống và cái mạn trái mạn phải nó đưa qua đưa lại. Đó là do dòng chảy ở đây rất là mạnh. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy sóng ngầm ở phía dưới mặt biển thì nó mạnh đến cỡ nào. Nó sẽ nhấc con tàu mình lên và nhấn cái mũi tàu mình xuống. Mọi người đang xem, đó chính là con tàu của mình vừa đi ngang qua một con sóng ngầm lớn và nó vừa làm con tàu của mình chìm cái mũi tàu xuống phía dưới mặt biển một xíu. Vậy là mọi người có thể thấy được sóng ngầm nó lợi hại đến cỡ nào. Sóng ngầm nó nguy hiểm tương đương với sóng ở trên mặt biển. Đây là những hình ảnh chân thực nhất mà mình muốn gửi cho tất cả mọi người ở trên bờ để mọi người có thể cảm nhận được công việc ở trên tàu nó làm như thế nào và gặp những cái trở ngại gì trong quá trình làm việc. Đây là góc quay ngang từ cánh gà mà nhìn xa ra đường trên trời. Mọi người có thể thấy rõ nhất sóng ngầm nó làm cho cánh gà của tàu mình đưa lên và đưa xuống. Đây là tốc độ bình thường ở ngoài đời thực, mình không có tua nhanh tua chậm video clip của mình. Ở trên mặt sàn mọi người có chú ý về nước nó đang đưa qua đưa lại không? Đó là do sóng. Ở phía dưới mặt sàn nó đang bốc hơi bởi vì từ sáng đến giờ nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và bây giờ nó gặp nước. Tuy là hôm nay có nắng nhưng mà nhiệt độ ở đây thì khá là thấp. Vùng biển của mình đang chạy đó chính là vùng biển của phía nam của nước Úc và bây giờ mình sẽ cho mọi người coi nhiệt độ. Hôm nay chỉ có 20 độ thôi. Đây là nhiệt độ ngoài trời. Làm việc ở những khu vực lạnh như thế này thì phải cẩn thận với sức khỏe, rất là dễ bị cảm. Hôm nay là một ngày sóng gió, làm cho con tàu nó lắc lư, nhưng mà mọi người vẫn thấy công việc ở trên tàu vẫn diễn ra rất là bình thường. Bởi vì những con sóng này chỉ là những con sóng bình thường, diễn ra hàng ngày ở trên tàu, ở trên đại dương. Chưa nguy hiểm đến mức mà phải nghỉ làm, nhưng nếu mà gặp những con sóng to hơn như thế này và gặp những cơn bão thì công việc sẽ được tạm dừng. Công việc ở trên tàu diễn ra khi mọi thứ an toàn và không nguy hiểm. Và bây giờ mình sẽ chuyển góc quay sang phía sau lái của con tàu của mình. Đây là khu vực hành lang xung quanh khu vực ở của thủy thủ ở trên tàu. Đây là phía sau lái. Mọi người có thể thấy được trên vịt nó đang đẩy con thuyền về phía trước. Xung quanh khu vực ở thì không có hàng thừa, nhưng mà trong quá trình làm việc, bụi của hàng lúa mạch nó bay khắp tàu. Nó bám lên tất cả vị trí ở trên tàu. Nếu mà không phun sạch, nó sẽ bám rất là chắc vô những ngóc ngách ở những cái khu vực này. Ở góc quay này mọi người có thể thấy được mặt biển khá là yên tĩnh và rất là đẹp, nhưng mà ở phía dưới mặt biển nó chứa đựng rất là nhiều điều nguy hiểm, sóng ngầm và rất là nhiều thứ ở phía dưới. Đây là vị trí bên trái của con tàu của mình. Ở vị trí này mọi người có thể thấy được cái xuồng cứu sinh. Đây là hành lang khu vực ở của tầng 1. Hiện tại bây giờ là tầm 4 giờ chiều và công việc ở trên tàu thì cũng gần xong rồi. Mặt bon đã sạch 100% hàng thừa. So với đầu clip mọi người thấy rất là nhiều hàng thừa ở trên mặt bon. Và bây giờ chỉ còn một vài vị trí nhỏ ở trên tàu là ngày hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ làm sạch con tàu. Con xuồng cứu sinh màu cam này thì con tàu của mình thì có hai con nằm bên trái và bên mạn phải. Hiện tại là 5 giờ chiều, mình đã kết thúc một ngày làm việc đầu tiên ở trên con tàu mình. Hôm nay thì chỉ có rửa con tàu cho nó sạch sẽ như vậy thôi. Thì mình còn khoảng hơn 20 ngày nữa là tới Ả Rập để trả hàng. Thì có gì hay không, thú vị mình lại tiếp tục chia sẻ với tất cả mọi người nha. Vậy thôi, xin chào tất cả mọi người.